Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay thì tiếp tục với những video review tướng thì mình sẽ review cho mọi người còn bảng thấm sĩ nguyên. Nguyên cầm quả gậy bệnh viện đây này, y tá. Rồi ok, giờ tôi mới để ý đấy. Bảng thấm là một con tướng mà mình đánh giá là rất mạnh của team thủ. Nó là một con thiên để hỗ trợ. Đúng, mọi người biết nó là tướng hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên thì nếu như ai đã sử dụng bảng thống nhiều thì các bạn sẽ thấy bảng thống không phải là tên hỗ trợ thuần. Nó có thể hỗ trợ, nó chống chịu rất tốt, tanh nghĩa của dạng tanh khá cứng ở trong game. Đam có, đam có, còn ổn cơ. Tanh thử ra nó là một loại rất là nửa vời nhưng mà mọi thứ nó đều ngon. Đó, chống chịu được này, tanh nghĩa là tanh được, xong rồi đam có, xong rồi có thể support nữa, kỹ năng thì có tiêu đốt, có một chút hồi máu nên là nó cũng khá là cứng trong việc tanh ấy. Là bởi vì như vậy, dùng băng thống thì cũng dễ dùng nữa cơ. Đấy, đánh xa cũng đánh được, kiểu cấu gì cũng cấu được, mà đánh cận chiến cũng đánh cận, nó cũng có thể cận chiến được nên là rất là khó chịu. Đấy, nói chung là đây là một con tướng rất mạnh trong PvP. Nếu như mà đánh giá một cách công tâm thì nó có thể ngang những con tướng gọi là combat mạnh nhất của liên tục như kiểu là Triệu Vân hay Gia Cát Lượng, chưa kể đồng hành của con này thì rất nhiều. Con này mà tích cực full đồng hành của nó thì các bạn hiểu đấy, từng ngày cái đồng hành 6 cái hay sao, 6 cái đồng hành liền thì các bạn hiểu là nó khỏe như thế nào, tích cực full thì chỉ số cao như thế nào, trâu như thế nào, rất là ngon luôn. Con này đáng lý ra sẽ phải là vị tướng mà mọi người sử dụng nhiều nhất, chứ không phải là những con như kiểu Triệu Vân đấy, nó dễ kiếm hơn là những con kia. Còn nào, chúng ta đến với phần chiến hồn. Chiến hồn của bảng thống thì các bạn có thể lên hồn địa, xong rồi hồn nhân, hồn thiên giúp mình. Còn với ấn thì các bạn lên ấn đặc điện, mượn gió đông với lại ấn xúc vô song, những ấn cần thiết cho bảng thống. Con này thì tuyệt vời rồi, anh em có thể sử dụng nó. Nó đa di năng quá nên hình thử ra nó là một tướng rất là hay, và các bạn dùng nó ở nhiều vị trí và đáng để các bạn áp nếu như các bạn sở hữu, không phải đắn đo gì nhiều, đúng không? Bây giờ sẽ một vài trận tôi ca cho anh em xem con bảng thống này nhé. You. Open
Dynasty Warriors Overlord liên trảm chiến trường vạn quân tải ngay trên App Store hoặc Google Play.